9 giờ sáng ngày 29 tháng 11 năm 2015, hành trình thứ 5 trong chuỗi hành trình doanh nhân và cộng đồng đã xuất phát từ tòa nhà Gia Thi Đào Duy Anh, thành phố Hồ Chí Minh, hướng về vùng đất Củ Chi và dừng lại tại mái ấm tình thương dưỡng lão, giáo xứ Tân Thông. Trước đó một tuần, đoàn tiền trạm đã đến đây và thực hiện công tác tìm hiểu những khó khăn cần thiết và cấp bách nhất trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của 70 cụ già, quê quán ở tứ xứ, nhưng đều có chung một hoàn cảnh, không nhà, không con cái, không tiền bạc, đau yếu và bệnh tật hiện đang sinh sống tại đây. Những hình ảnh thương tâm về hoàn cảnh của các cụ tại mái ấm tình thương dưỡng lão Tân Thông đã được đoàn tiền trạm ghi lại và truyền tải trên cổng thông tin online, kênh YouTube, Facebook và các kênh truyền thông của dự án Doanh nhân tỏa sáng 2015. Đặc biệt, video clip phóng sự mái ấm dưỡng lão Tân Thông nơi đang cần tình yêu thương đã được trình chiếu trong đêm nhạc chung một vòng tay tại trung tâm hội nghị Adola đêm 24 tháng 11 năm 2015 đã mang đến nhiều xúc cảm và lập tức nhận được sự quan tâm, đồng thuận của cộng đồng doanh nhân. Và chuyến thiện nguyện trở lại địa điểm mái ấm dưỡng lão Tân Thông Củ Chi đã nhanh chóng được triển khai. Ông Đỗ Hữu Thanh, Tổng Giám đốc Công ty May Sư Tử Vàng, Phó Ban Chỉ đạo Dự án Doanh nhân tỏa sáng 2015 đã đại diện đoàn trao phần quà từ thiện bao gồm vật phẩm là các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày cho các cụ và tiền mặt tổng trị giá 50 triệu đồng. Hôm nay tụi con đến thăm các bạn, các bạn vui không ạ? Tụi con cũng rất là vui. Tụi con cũng rất là cố gắng để làm tốt những công việc tốt nhất có thể để mà đem tấm lòng đến mấy cụ. Sẽ không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả được cái tấm lòng của các anh chị em. Sự rất cảm động trước cái tình yêu, cái tình thương. Không phải là chỉ bằng những cái hiện vật của chúng ta đang có, nhưng còn cả một cái trái tim tràn đầy yêu thương mà quý vị đã dành cho cái ngôi nhà này. Biết được mái ấm tình thương dưỡng lão Tân Thông đang rất cần kinh phí cho việc chăm sóc bệnh tình cho các cụ, sửa lại mái tôn đã thấm dột lúc trời mưa gió, đặc biệt là việc đóng lệ phí mua bảo hiểm y tế cho tất cả các cụ. Đoàn hành trình doanh nhân và cộng đồng đã đến đây với mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn và nhu cầu cấp bách để các cụ cảm nhận được sự quan tâm, được sống khỏe và sống vui với cộng đồng. Đẳng cấp để tỏa sáng, để phát triển cả thương hiệu và nhân hiệu, những gương mặt đang cùng đồng hành trên con đường mang tên doanh nhân tỏa sáng, hãy tiếp tục cùng nhau hành trình trên khắp mọi miền đất nước, chung một tấm lòng, chung một vòng tay, hòa nhịp yêu thương, sẽ chia với những cuộc đời, những con người đang chờ đợi chúng ta với tất cả tình yêu. Đến hành trình thứ 5 mang tên doanh nhân và cộng đồng, dự án doanh nhân tỏa sáng 2015 đã chứng minh được những giá trị bước đầu đáng ghi nhận với hai cuộc tranh tài về tài năng và đam mê. Doanh nhân tỏa sáng 2015 đã tạo ra một không gian mới đẳng cấp văn minh hiện đại để giới doanh nhân nỗ lực thể hiện và khẳng định mình ở một tầm cao mới. Đồng thời, chuỗi hoạt động thiện nguyện của dự án đi từ vùng cao đến miền xuôi đã kết nối hội tụ những tấm lòng nhân ái, đề cao trách nhiệm của doanh nhân với cộng đồng, phát huy tinh thần thiện nguyện, cùng sẻ chia với nhiều mảnh đời đang gặp hoàn cảnh khó khăn bất hạnh, những con người đang khao khát hơi ấm của tình yêu thương.